Thưa bác, là hồi nãy bác có giải đáp là các loài trong tam giới này đều chịu quản lý của điện từ âm dương, vậy phải chịu nhân quả. Vậy sao loài ngạ quỷ lại không chịu nhân quả vậy bác? Bây giờ á, cái trái đất này á, mình phải hiểu cái căn bản rồi mới hiểu được cái tất cả những cái gì mà sống trên trái đất này. Trái đất này nó hút lại bởi điện từ âm dương, âm nó mới hút trái đất cứng là được, phải không? Còn dương nó đẩy những cái trái đất khác gần, nó không có chạm nhau. Đó là cái quy lực, gọi là quy lực vật lý. Mà con ở đây, tất cả những gì, bởi con phải hiểu là trên trái đất này là ngũ thú tập cư, năm loài sống chung, thần, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Thần là có nhiệm vụ gì? Quản lý nhân quả luân hồi của từng con người một. Nhớ là từng con người thôi nha. Thứ hai là muốn trái đất này nó quay để nó tạo cái luân hồi, gọi là quay một vòng 365 ngày nó trở lại chỗ cũ, gọi là luân hồi. Trong cái quay này là nó có phát ra một cái lực đẩy, gọi là lực nhân quả. Vì thế á, con người, trái đất nó quay bởi âm dương, con người cũng quay bởi âm dương. Vì thế mà con người là dạng vật sống trái đất này bắt buộc anh sống theo quy luật của trái đất. Trái đất quay tạo ra gì? Nhân quả. Nhân quả nó gồm cái gì? Con người mình hay là dạng vật đều có sanh lão bệnh tử, sanh ra thì phải già, phải bệnh, phải chết. Cái cây cũng vậy, con thú cũng vậy, mà loài tiên cũng vậy, loài thần cũng vậy, không ai thoát ra quy luật này. Ở trong trái đất và tam giới này hoàn toàn phải đúng theo quy luật nhân quả luân hồi của trái đất, gọi là thành trụ huệ diệt. Nhưng mà bây giờ á, trong cái sắp xếp của 12 cái quy luật luân hồi á, lên cõi trời có sáu cái nơi lên đó để hưởng á, tùy theo cõi trời dục giới, cõi trời hữu sắc hoặc tịnh độ á, hoặc là cõi trời vô sắc, đi hưởng cái quy luật này nằm trên gọi là hưởng nghiệp dương ở trên các hành tinh, ở trên cái các cõi trời đó, gọi là hiệp nghiệp dương. Còn ở trái đất này, con người có bổn phận suy nghĩ hành động để tạo ra nhân quả. Còn đi làm loài ngạ quỷ á, vô dòng tộc để đi đầu thai lại làm con người, làm cha mẹ vợ chồng con cháu nhau, đi theo nhân quả. Còn nếu mà làm con thú thì bắt buộc anh phải trả nghiệp con thú, là tại anh sát sanh. Còn nếu anh làm nặng nhất á, thì phải xuống tầng địa ngục. Đó, mình phải hiểu vậy. Còn nếu đi lường gạt người ta, nó có nhiều cái loại, đi làm cỏ cây á. Thành tại sao cỏ cây nó nhiều, cái này tôi không nói, nó đụng chạm nhiều tôi không nói. Còn nguyên tắc đi vô cái loài ngạ quỷ, nó có hai cái nhánh, trở về dòng tộc để đi luân hồi theo cái quy luật vật lý. Hai, anh đi ra ngoài cái này không có theo quy luật. Vì thế mà trong cái loài ngạ quỷ nó vẫn giao hợp nam nữ nhưng mà không sanh con, hoàn toàn tất cả các loài khác sanh nhà, mà loài ngạ quỷ không sanh. Vì thế nó đâu có bị nhân quả nào mà nó sanh. Vì thế mà thí dụ mà con ở trong cái loài ngạ quỷ, mấy cái người mà tuổi bao nhiêu thì cứ ở hoài cái tuổi đó nha, không không có lên. Loài ngạ quỷ nó không có già, nó là bởi vì nó không quy luật ngũ hành thì nó không có già. Cái người chết bao nhiêu tuổi thì nó sống hoài bao nhiêu đó rồi đó, để chừng nào mà nó chán thì nó sinh ra vô dòng tộc hỏi lại, nó giờ tôi sợ đó, tôi chán và tôi muốn đi luân hồi. Vì thế mà cái loài ngạ quỷ á, nó gọi là cô hồn á, thì nó hoàn toàn nó không bị nhân quả là cái chỗ này. Nếu nhân quả là phải mang thân tứ đại suy nghĩ và hành động thì mới nhân quả thôi. Còn ngạ quỷ nó đâu có mang thân tứ đại à, mà nó có suy nghĩ và có hành động, nhưng mà nó kẹt, nó không cần, nó không bị nhân quả. Khi nhân quả là mang thân tứ đại mới bị thôi, còn không mang tứ đại không có.